Rất nhiều anh em hỏi Mạnh Phát là nhà anh cái mẫu Vespa nào đang là mẫu bán chạy nhất, mà anh cho em một lời khuyên là đi mua Vespa điện. Thì bây giờ cái kiểu dáng nào mà đi ra đường ai cũng thấy mình nổi bật, thì hôm nay Mạnh Phát sẽ giới thiệu cho anh em một cái mẫu Vespa mà nó có giải màu, thứ nhất là đa dạng. Nếu mà anh em thích mình là người nổi bật, là một người ưa sự nổi tiếng, thì chúng ta sẽ chọn màu cam. Đấy. Còn Vespa này là Vespa gì thì lát nữa Mạnh Phát sẽ bật mí cho anh em biết tên của nó là gì nhá. Nếu anh em là một cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng và đằm thắm thì chúng ta có thể chọn em Vespa màu xanh ngọc, đúng không ạ? Một trong những cái màu xe nó tôn lên một cái sự rất là nhẹ nhàng và rất là tinh tế. Còn nếu như anh em là một người đàn ông mạnh mẽ, một người đàn ông cá tính, thì chúng ta có thể phân chọn màu đen bóng hoặc là màu đen sần, đúng không ạ? Hay là chúng ta là một cô gái sexy, một cô gái thích sự huyền bí, thì chúng ta cũng có thể cân nhắc màu đen bóng. Và nếu như chúng ta là một người đã có tuổi một chút, là một người trung tuổi, ưa một mẫu xe màu lịch lãm và màu nó hơi sang, thì chúng ta thì quan tâm đến cái màu đỏ mận. Mà còn rất là nhiều màu khác nữa. Ngày hôm nay Mạnh Phát mang ra đôi 4, 5 màu sắc nổi bật của xe Zomalai đến từ thương hiệu Decabyte. Mạnh Phát tự hào là một trong những đại lý showroom lớn nhất của Decabyte tại Hà Nội, nằm tại Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội nha anh em nhé. Xe còn màu ghi xám và màu trắng nữa, và cũng là rất nhiều màu, màu xanh rêu, cũng rất là nhiều màu nổi bật. Tuy nhiên ngày hôm nay Mạnh Phát mang ra những cái màu sắc nó đem lại cá tính để giới thiệu cho mọi người vì sao chúng ta lại chọn Zomalai và vì sao chúng ta lại chọn mua sản phẩm của Decabyte nhé. Đây là một trong những cái màu xe mới nhất đến từ thương hiệu Decabyte và đến từ mẫu xe Zomalai, đó là màu cam nha mọi người nhé. Màu cam này là lần đầu tiên xuất hiện trên Zomalai và Mạnh Phát lấy ra để review cho anh em luôn. Nói về tổng thể của chiếc xe thì Mạnh Phát nói luôn, không một chiếc xe máy điện nào trên thị trường có cái kiểu dáng giống và lấy cảm hứng từ xe Peugeot mà nó hoàn hảo như xe Zomalai này. Như mọi người sẽ nhìn thấy là gì, cái đường nét thiết kế của nó từ những cái gân ở đây nó lồi hơn này. Đấy. Hay là phần để chân nó chia làm hai phần và nó lồi lên ở giữa như này, thì nó càng cho chúng ta cái cảm giác là giống cái chiếc xe của Peugeot, đúng không? Và cái độ khác biệt khi chúng ta đi một chiếc xe điện như này, và đặc biệt về phiên bản màu cam nó cực kỳ nổi bật, và nó thể hiện luôn là chúng ta là một trong những người sành điệu và thích được mọi người chú ý và thích được mọi người ngắm nhìn. Thì chúng ta đi con màu cam này ra ngoài đường đảm bảo là bao chói mắt luôn, đúng không ạ? Về cái thiết kế của con Zomalai này thì chúng ta nhìn thấy cái đường nét thiết kế của nó, nó mang một cái hơi hướng là nó to hơn, nó cứng cáp hơn, nó cá tính hơn và nó phong cách hơn so với những cái chiếc xe Vespa điện khác trên thị trường. Đây, xin mời anh kỹ thuật mọi người sẽ quan sát này. Cái phần đầu đằng trước này mọi người sẽ nhìn thấy nó vuông vức. Đấy, xi nhan thiết kế nó khác biệt so với những cái mẫu xe bây giờ. Và đặc biệt là cái đèn pha thiết kế theo kiểu đèn pha 2 tầng này. Đấy, rất là đặc biệt nhá. Và đặc biệt là khi mọi người sẽ nhìn thấy này. Lúc đầu ấy, thì Mạnh Phát không thích cái phần cái đèn pha này nó trong nhỉ. Mạnh Phát thích nó là viền mạ chrome. Thế nhưng mà sau khi mà xe về và test thử buổi tối thì mình phải rút lại cái suy nghĩ đó. Bởi vì buổi tối thì cái phần đèn này nó sẽ sáng lên, nó mang lại một cái ánh sáng rất là tuyệt vời, và nó sẽ mang lại cái, cho cái cá tính cho cái người đi, nó hài hòa với lại cái đường đèn định vị ban ngày ở trên chiếc xe này nhá. Đấy, nó rất là hài hòa luôn. Và đặc biệt là khi mà cái xe Zomalai này hướng đến đa phần là khách hàng trẻ và đặc biệt là các bạn học sinh đi học, thì những cái đường nét viền của chiếc xe này được thiết kế dạng viền đen, nó mang lại cảm giác trẻ trung và năng động hơn cho chiếc xe nhá. Đấy. Quay ra bên hông của chiếc xe thì mọi người sẽ nhìn thấy là một cái mẫu xe Vespa điện đầu tiên trên Việt Nam mà cái nhựa của nó là đều đồng màu hết. Tức là cả cái phần để chân nó cũng là màu cam, nó đều màu so với cả một cái chiếc xe này luôn, mà nó không pha thêm cái phần màu nhựa đen. Nó mang lại tổng thể chiếc xe nó cực kỳ nổi bật. Bất kể cái bạn nào mà khi mà ngồi lên chiếc xe này, mọi người sẽ nhìn thấy nó cực kỳ nổi bật, đúng không ạ? Và cái phần hông đằng sau nó thiết kế thêm ba cái chỗ tản gió, nó mang lại cái điểm nhấn cho cái phần hông của chiếc xe khá là to. Đấy. Và đặc biệt là cái xe Zomalai này, nó có cái yên ngồi rất là hay ho nha mọi người nhé. Cái yên của xe Zomalai này nó khác với tất cả những hãng xe khác. Thay vì thiết kế mỏng, gọn, thì cái yên này nó thiết kế nó lại lồi hơn, nó lại dày hơn, nó mang lại cảm giác ngồi nó êm hơn và nó rất là cuốn. Bởi vì là cái phần này nó thiết kế mọi người nhỉ, đặc biệt cái yên này nó lại lồi cái phần này lên. Đấy, nó rất là đặc biệt, ngồi vào nó rất là hay. Cái xe này, cái yên này khá là dài. Đối với bình thường lai 2 người khá là rộng rãi nhé, thậm chí có thể lai 3 người.
cái phần để tay đằng sau nó thiết kế vuông vức, mọi người sẽ nhìn thấy nó vuông vức như này. Thì nó cảm giác là cái xe này á, là cái xe Vespa điện duy nhất trên thị trường mà Mạnh Phát có thể nói là nam đi cũng đẹp mà nữ đi cũng ok. Bởi vì đa phần các mẫu xe Vespa là thiên dành cho nữ, nhưng cái mẫu này là mẫu duy nhất mà con trai đi nó không hề bị nữ tính, mà nó lại thể hiện sự cá tính. Đây là cái số ít cái mẫu Vespa trên thị trường làm được cái điều đó. Đây mình sẽ dựng chân trống giữa lên để cho mọi người xem nhé. Đối với dòng Zomala này thiết kế là phanh trước là phanh đĩa, phanh sau là phanh cơ. Động cơ của xe là 800W và chạy 5 bình ắc quy và bình chính hãng của DK, được bảo hành 18 tháng nha mọi người nhé. Bình chính hãng của DK đi từ 60 đến 80 cây một lần sạc. Tốc độ tối đa của xe Zomala này nó cho một cái tốc độ là 46 km/h trên quãng đường thực tế nha anh em nhé. Đấy, xe được bảo hành khung sườn động cơ là 3 năm à, và được bảo hành chính hãng của DK luôn. Sản phẩm này hiện tại đang được Mạnh Phát bán cho mọi người với cái giá là 18.200.000 nhé. Tất cả các màu xe này thì đều có giá như nhau, đều là 18.200.000 với tất cả các màu. Đấy, mọi người có nhu cầu về xe Vespa Zomala này, nhấc máy và alo cho Mạnh Phát qua số điện thoại là 0358 993 993 nhé. Sản phẩm thì có mặt sẵn tại Hà Nội cũng như là Sài Gòn nhé, đều có sẵn và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho tất cả mọi người, nên mọi người hoàn toàn có thể yên tâm mà không lo là chúng ta mua xe bị phát sinh thêm chi phí nhé. 18.200.000 miễn phí vận chuyển trên toàn quốc và khẳng định luôn giá tốt nhất trên thị trường hiện tại, không một đơn vị nào có thể bán được với giá tốt hơn tại Mạnh Phát nhé. Và cam kết hàng chính hãng, bình ắc quy chính hãng nhé. Mọi người có nhu cầu nhấc máy và alo Mạnh Phát nha. Xin chào và hẹn gặp lại.